Gia đình Happy TV, kênh Tuệ An Happy Family. Kính chào quý cô chú anh chị và các bạn, chào cả nhà nha. Kính chúc cả nhà năm mới vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, được nhiều điều may mắn nha. Bây giờ gia đình Happy đang phát trực tiếp. Ở đây trước mắt cả nhà là đền thánh bên trong nội ô tòa thánh nha. Gia đình Happy sẽ cập nhật công tác chuẩn bị cho đại lễ Đức Chí Tôn vào ngày mùng 9 tới. Xung quanh đây các hạng mục chuẩn bị tới đâu rồi nha cả nhà. Chuẩn bị cho đại lễ, lễ hội lớn nhất năm ở tòa thánh cao đài ở Tây Ninh nha cả nhà. Mỗi dịp xuân về là ở Tây Ninh có hai đại lễ lớn. Một là hội xuân núi Bà Đen sẽ khai mạc vào ngày mùng 4. Gia đình Happy đã cập nhật với đại gia đình rồi nha. Tiếp theo là đại lễ Đức Chí Tôn của tòa thánh Tây Ninh vào ngày mùng 9 nha. Nhưng mà đêm mùng 8 sẽ diễn ra múa rồng nhang, rất là đặc sắc, rất là đẹp luôn nha cả nhà. Bây giờ là quang cảnh vào ngày mùng 6. Công tác chuẩn bị cả nhà thấy rất là nhiều rạp nhỏ, gian hàng để mà quảng bá nha cả nhà, để làm lễ. Ở đây xe số 608 của miền Tây, số 50 của Sài Gòn và của Cần Giờ, Tân Thanh Cần Giờ đang lên để mà tham quan nha cả nhà. Gia đình Happy đang phát trực tiếp cho cả nhà cùng xem nè. Coi công tác chuẩn bị như thế nào. Cả nhà thấy video, chất lượng hình ảnh. Nếu mà chưa rõ thì gia đình Happy sẽ tường thuật lại chuẩn 4K nha cả nhà, ở một video của kênh Tuệ An Happy Family và kênh Happy TV nha. Cả nhà có thể xem lại tường thuật chuẩn 4K rõ đẹp hơn. Còn bây giờ gia đình Happy đang phát trực tiếp chuẩn Full HD. Cả nhà thấy video hữu ích bấm like đăng ký kênh để gia đình Happy có nhiều động lực sản xuất ra nhiều video du lịch khám phá Tây Ninh nữa nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Bây giờ gia đình Happy sẽ đi một vòng cập nhật với cả nhà toàn cảnh xung quanh đền thánh vào ngày mùng 6 chuẩn bị đến đâu rồi nha. Và khu vực trai đường. Khu vực trai đường là khu vực chuẩn bị cơm chay để mà đón tiếp du khách cả nước vào ngày mùng 7, mùng 8, mùng 9 cho đến ngày rằm luôn nha cả nhà. Và xung quanh đây nè, xe du lịch sau khi đi núi Bà xong, biển số 51 nè cả nhà. Rồi đằng kia xe 60 đang dừng lại để hạ đón người nè. Wow, nhưng mà lưu ý mình không có dựng xe hơi xung quanh khu vực đền thánh nha. Mình dựng hai bên khu vực này thôi là đi bộ lại nha cả nhà. Bây giờ gia đình Happy sẽ cập nhật một vòng với cả nhà. Ở đây có các triển lãm đang làm gần xong rồi nè, sắp xong thôi. Wow, đây là triển lãm của hải ngoại. Khi nào xong gia đình Happy sẽ cập nhật nha. Anh ở xe này à? Sài Gòn. Xe kia. À, Sài Gòn lên. Anh mới đi núi Bà qua hay sao? Chưa, đang lên núi Bà, đã ghé đây chơi trước xíu qua. À, ghé đi chơi trước mới qua. Cho em hỏi thăm vài câu ha. Rồi, anh ở khu vực nào của Sài Gòn ạ? À? Em ở bên Vĩnh Cửu, Đồng Nai. À, Đồng Nai hả? Dạ. Nhưng mà có đi chung Sài Gòn qua? Đây. Dạ, em đi xe nhà đi. Xe nhà riêng dạ, luôn. Gia đình đi qua đây chơi. Kế hoạch là sẽ ghé bên Tòa Thánh trước. Dạ, đúng rồi. Rồi sau đó rồi mới ghé bên núi Bà Đen. À, là dân lễ rồi là về luôn hay là có ở lại thêm vài ngày nữa không anh? Thì chưa biết nữa, tùy theo gia đình muốn ở lại thì mình ở lại chơi. À, mà đi về. Ở đây có lễ hội múa rồng nhang vào ngày mùng 8 đêm đó, đông lắm. Dạ. Nguyên cả nước dồn về đây luôn. Dạ. Và đi là hội xuân núi Bà nữa. Dạ. Nếu được thì cứ ở lại thêm vài ngày để sẽ xem lễ hội thật là tuyệt vời. Dạ, để coi gia đình ở lại chơi. À, à, chia sẻ với anh thông tin để lễ hội còn kéo dài và chuẩn bị lễ hội lớn nữa, mấy ngày nữa mới tới. Dạ. Ok. Dạ. Rồi chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe. Dạ. Năm mới vạn sự như ý nha. Dạ. Dạ. Ok. Dạ. Cảm ơn cả nhà. Rồi chào cả nhà, chúc cả nhà sức khỏe nhiều. Dạ, xin chào, chúc mừng. Dạ. Bây giờ mình đi cập nhật với cả nhà khu vực xung quanh nha. Để xem khu vực xung quanh đã làm tới đâu rồi. Ở đây cả nhà là ở Sài Gòn với Đồng Nai mới lên nè, bây giờ mới đi vô Tòa Thánh trước, sau đó mới tới núi Bà Đen sau. Quá trời luôn. Có không? Rồi. Đây nè. Ở các bạn là ở đâu, Sài Gòn luôn hả? Nha Trang. Nha Trang.
đến dự đại lễ này, đợi tới đại lễ luôn hay là chị ghé là về? Ghé chơi thôi. Ghé chơi thôi hả? À, ghé chơi hôm nay thôi. Mấy bữa nữa có múa rồng nhang đẹp lắm nha. Nhớ đợi tới đêm mùng 8 đó nha. Rồi. Rồi chào các bạn nha. Giới thiệu với các nhà các bạn về múa rồng nhang. Cả nhà muốn biết múa rồng nhang như thế nào, có thể vào một video gia đình Happy có phát trực tiếp hai ngày hôm qua, ngày mùng 4 mùng 5 có múa vài ban ngày nha cả nhà. Bây giờ gia đình Happy cập nhật với cả nhà nè, không khí xung quanh đây nhộn nhịp tưng bừng quá trời cờ hoa cả nhà nha. Ở ngoài thấy dép quá trời là ở trong đi vô tham quan rất là nhiều. Bây giờ gia đình Happy cập nhật xung quanh đây, bây giờ là 12 giờ đúng luôn á, vừa mới làm lễ buổi trưa xong. Rất là nắng gắt, nhưng mà khu vực xung quanh đây cũng khá là nhiều đông người. Ở đây là khu vực này là gian hàng sự tích Rầu Cao nè, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã hoàn thành rồi, bây giờ che lại thôi. Ở đây sự tích Ngu Thuấn, Hải Thượng Lãng Ông. Wow. Ở đây có Lộc Nhũ Phụng Thân. Tức là cả nhà nãy giờ thấy có rất là nhiều anh hùng dân tộc, những người danh nhân nổi tiếng, những người nhân vật rất là siêu kiệt của Việt Nam mình đã được giới thiệu với triển lãm với trưng bày khu vực này nha cả nhà. Ở đây là Thánh Giống nè. À, Việt Nam mình ai cũng biết về Thánh Giống nha. Rồi đây là triển lãm Lý Thường Kiệt. Ở đây nè, sắp xong rồi nha, triển lãm Lý Thường Kiệt. À, ở đây có những cái mô hình nhỏ nhỏ lúc mà Lý Thường Kiệt ngày xưa chiến thắng quân Trung Quốc nha cả nhà. Cái này đẹp quá. Cái này gần xong rồi phải không anh? Ngày mai là xong rồi. Wow. Khai mạc ở đây là sáng mùng 8 hả anh? Sáng mùng 8. Ờ, có giờ không anh hay là? Sáng mùng 8 giờ. 8 giờ. Rồi cảm ơn anh nha. Chúc sức khỏe nhiều. Nhờ anh thông báo có lịch là sáng 8 giờ khai mạc khu vực triển lãm này nha cả nhà. Đẹp ơi là đẹp luôn. Bây giờ còn đang chuyển động bên đây nữa kìa. Đây này đang chuyển động nè. À, Lý Thường Kiệt. À, anh hùng dân tộc nha cả nhà. Ở đây mô hình ngày xưa, từ thời xa xưa, vua chúa ngày xưa. Đây có ngựa và quân lính Việt Nam mình quá trời luôn nè. À, rồi tiếp tục hành trình cập nhật với cả nhà nha. Anh làm đẹp quá. Dạ. Dạ, trang tên là Happy TV. Happy TV. Dạ. Dịch ra là truyền hình hạnh phúc á. Happy TV. Rồi xin cảm ơn. Mình đang phát trực tiếp ở kênh Happy TV nha cả nhà. Triển lãm về chùa mới, về thập nhị tứ hiếu, về hai bà Trưng, về Khổng Phu Tử, về Mai Ăn Tim. Mai Ăn Tim là sự tích dưa hấu gì cả nhà. Wow wow. Đại lễ Đức Chí Tôn. Ở đây cờ hoa và cả nhà thấy nè, phấp phới tung bay quá trời ở khu vực xung quanh ba bửu tháp. Ở đây là chỗ Đức Phật cưỡi ngựa nha cả nhà. Đức Phật cưỡi ngựa. Rồi ở đây có khu vực này là triển lãm cũng gần xong rồi nè, cập nhật với cả nhà luôn. Khu vực này là của nhạc khí dân tộc, vũ nhạc Khmer, Sting. Giống như là gian hàng của Campuchia cả nhà. Wow. Ở đây có mai thiệt luôn. Ở đây có con này đẹp quá. Hai. Đây có con này đẹp quá. Con này gọi là con gì bạn nhỉ? Con sư tử. Lân. Holoman. Holoman à? Holoman à? Dạ, gian hàng này là cô là người thiết kế hay con? Đàn anh thiết kế. Dạ. Triển lãm sắc tộc. Sắc tộc. Cái này hình như là của sắc tộc Khmer. Khmer à? À, vậy là của họ đạo Khmer. Đúng, có Khmer, có hội thánh nhưng mà có Khmer muốn nhưng mà trong cái của hội thánh. À. Là của tông đạo Trần Nhơn thuộc kiều về gì của hội thánh. À, của hội thánh. À, hình như là mùng 8 mới khai trương là mới hoàn thành tất cả hả cô? Mùng
mà giáp sáng cắt băng khai mạc. Cắt băng khai mạc. Dạ. Chúc cô năm mới nhiều may mắn, sức khỏe. Hẹn mùng 8 con tới coi coi nhạc khí dân tộc có biểu diễn phải không cô? Biểu diễn, dạ, biểu diễn. Rồi xem cô biểu diễn. Cô thì dạy lại. Dạy lại. Cô thì dạy lại, cô thì dạy đội múa lại. À, cô là dạy đội múa luôn. Dạy. Hồi xưa thì cô múa, giờ cô dạy trở lại. À, tuyệt vời quá. Đứng ngay cũng như là trưởng bên đội múa. À, trưởng đội múa ở trong đó luôn. Đội múa. Dạ, cô... vậy hẹn mùng 8 con tới xem rồi, nha. Rồi chúc cô sức khỏe nhiều. Rồi cô cũng năm mới chúc cho con á, dạ, giàu giàu sức khỏe, gặp nhiều may mắn nha con. Dạ, rồi cảm ơn cô nhiều nha. Con thấy cái con này đẹp quá, trên phim ảnh thấy giống giống. Con quay cận. Giống như mỗi lần mấy bộ phim ở người bên giống như là Campuchia. Đúng rồi, Campuchia. Ở đền là... cổ á. Đúng rồi. Là con thấy cái này nhiều lắm. À. Giống như trong khu An Châu Vác rồi đó con thấy này. À. Đẹp quá. Rồi, cảm ơn cô. Đây có hoa mai thật là đẹp. Như vậy là cô phụ trách ở nhảy múa ở khu của Chăm, dân tộc Chăm nha cả nhà. Khmer. À Khmer khác, dạ dân tộc Khmer. Dạ dân tộc Khmer. À con thấy chữ Khmer rồi. Rồi con cảm ơn cô, dân tộc Khmer nha cả nhà. Wow. Ở đây có Bình Định Vương Lê Lợi, anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo. Như vậy là có múa Khmer nữa nha cả nhà. Mình đang phát trực tiếp những cái sự chuẩn bị bên trong bên khu vực phía trước đền thánh nha. À, ở đây hoa quá trời luôn nè, vía Đức Chí Tôn mùng 9, có Quang Trung Nguyễn Huệ nữa đang làm nha cả nhà. Ở đây có xoay hoa quá trời luôn. À, quá trời đẹp luôn nè. Cả nhà thấy nếu mà chất lượng hình ảnh 4G có không rõ thì cả nhà xem một video gia đình Happy sẽ tường thuật là chuẩn 4K rõ hơn nha cả nhà. Cảm ơn nhiều. Khu vực Đông Khán Đài này đã được đại trùng tu cách đây 1 tháng rồi nha cả nhà. Mới hoàn toàn. Bây giờ cả nhà thấy biển số xe nè, 61, 60, 51, 37, 60, 93, 65. Quá trời luôn, 65 là như là Cần Thơ á. 51, 93. Tức là sau khi kết hợp đi núi Bà qua Đà Bà sẽ qua đây, hoặc là đi qua đây trước là đi qua núi Bà, là hai địa danh rất là nổi tiếng. Đây là mô hình thành cổ loa nè. À, đây mô hình thành cổ loa. Cái này là làm xong chưa bạn? Dạ, xong vô mà. Dạ chưa. Chưa hả? À, đẹp quá nhỉ. Là ở trong tới mùng 8 là chắc chắn xong để khai mạc. À ok, hẹn mùng 8 tới xem xong như thế nào, chắc đẹp lắm. Dạ chúc sức khỏe nhiều ạ. À. Hẹn mùng 8, bây giờ sắp xong rồi nha cả nhà. Mà thành cổ loa ở ngoài thấy chữ thành cổ loa, người Việt Nam nhiều người sẽ biết về thành cổ loa nha, nhưng mà người nước ngoài thì không biết thành cổ loa là gì. Cơ hội để mình quảng bá về văn hóa Việt Nam nha cả nhà. Ở đây hồi nãy là khu vực nãy mình dừng xe là đoàn khách ở Cần Giờ, Sài Gòn với lại Đồng Nai đi chung đoàn xe này để đi tham quan nha cả nhà. Rồi đây là không khí ngày mùng 6. Công tác chuẩn bị thì đã gần xong. Vẫn còn đang dựng những hạng mục cuối. Xung quanh đây là cả nhà thấy nè, du khách quá trời luôn. 72 Vũng Tàu. Wow wow wow. Đây. Quá trời luôn. Tiếp tục. Hồi nãy mình có phỏng vấn du khách nè, rồi người cô bên dân tộc Khmer, bên múa Khmer. Bây giờ là cả nhà đang đi về khu vực ngay chỗ Báo Ân Từ và khu vực Trai Đường để xem sự chuẩn bị như thế nào. Mùng 7, mùng 8, mùng 9. Hồi nãy chú kêu là tới tháng Giêng luôn, là đón du khách ăn uống ở khu vực Trai Đường. Ở bên khu vực đó là ăn uống hoàn toàn không có lấy tiền và món chay ngon siêu đỉnh của Tây Ninh nha cả nhà. Rất là tuyệt vời. Bây giờ những hình ảnh cả nhà đang thấy nè, cờ hoa phấp phới tung bay, cờ Tam Thanh. Khu vực phía trước này là chỗ Báo Ân Từ. Hôm trước diễn ra hội yến Diêu Trì Cung ở khu vực này nha cả nhà. Khu vực này hôm trước là hội yến Diêu Trì Cung. Wow. Đây là Báo Ân Từ, hôm trước là hội yến Diêu Trì Cung. Ở đây là cờ quá trời nè, cờ hoa quá trời luôn, đã chuẩn bị
Trụ này là có ghi chữ Mậu Thân 1968 nha cả nhà. Rồi đối diện là Bá Huy Viên. Cờ hoa là kéo dài cho đến cổng số 5 luôn nha cả nhà. Con đường gia đình Happy đang chạy đây là đường đại lộ Phạm Hộ Pháp. Bây giờ sẽ qua khu vực trai đường để cập nhật cho cả nhà nha. Cả nhà thấy video hữu ích, du lịch từ xa đáng yêu, bấm like, đăng ký kênh ủng hộ gia đình Happy nha, để gia đình Happy có nhiều động lực sản xuất ra nhiều video du lịch khám phá núi Bà Đen và Tòa Thánh Tây Ninh nữa nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Bây giờ đang quẹo qua khu vực trai đường. Con đường này mình đang đi là con đường đại lộ hình như là Thượng Trung Nhật. Đúng rồi, đây là đường Thượng Trung Nhật với cả nhà. Ở đây có một cái vòng xoay. Mình cập nhật nè. Khu vực trai đường bắt đầu mùng 7, mùng 8, mùng 9. Bây giờ bên trái cập nhật với cả nhà nè, là bàn ghế đây là chuẩn bị hết rồi nè. Bắt đầu mùng 7, 8, 9 là rất là đông người đến đây để ăn uống đồ chai, hoàn toàn miễn phí dành cho du khách nha. Một sức hút rất là lớn dành cho lượng du khách cả nước đổ dồn về để mà xem lễ hội nha cả nhà. Đây là chén dĩa chuẩn bị cho bữa nay mùng 6 rồi, tức là ngày mai. Bắt đầu chuẩn bị cho ngày mai nè, cả nhà thấy nè. Quá trời luôn. Chén dĩa, đũa, muỗng, quá trời đã chuẩn bị. Bắt đầu ngày mai là nấu ăn rồi. Bên kia là những cái bếp ăn, những cái chảo siêu khổng lồ. Cập nhật với cả nhà nè. Đây là đũa. Phải 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 cái cần xé. Mà sợ không đủ sẽ còn tiếp diễn nữa. Ở đây có những cái giá múc đồ ăn phải nói là siêu khổng lồ luôn đó cả nhà. Đây cái giá múc đồ ăn là bự lắm. Đây cái bàn tay mình nè. Nguyên bàn tay mình bự mà nằm gọn trong cái giá này luôn. Cái này bự khổng lồ luôn đó cả nhà. Cái này để múc những cái chảo đồ ăn bên kia, chảo đồ ăn khổng lồ. Gia đình Happy sẽ review hôm sau nếu mà khi nấu đồ ăn á, cho cả nhà thấy cái độ khổng lồ của nó như thế nào. Ở đây rất là nhiều muỗng múc cơm nè. Những cái này để thố để đựng đồ ăn, đựng cơm canh, quá trời. Rạp này là mới dựng cách đây chừng 1-2 ngày thôi nha cả nhà. Cờ hoa quá trời nè, cả nhà thấy nè, ở trên có treo cờ Tam Thanh quá trời luôn. Cả nhà nếu ai có đi ngang khu vực này thì ở đây có một cái bình nước lạnh miễn phí để cho cả nhà có nước đá luôn nghe cả nhà, cái bình bự đó đó là uống nước miễn phí. Và cập nhật với cả nhà, mùng 6 Tết công tác chuẩn bị bên trong Tòa Thánh Tây Ninh chuẩn bị cho đại lễ Đức Chí Tôn. Hiện tại là khu vực trai đường đã dọn dẹp bàn ghế đầy đủ hết rồi nha, chỉ đợi du khách tới thôi. Đây là khu vực bên trong nha cả nhà. Chỉ đợi du khách tới thôi. Và toàn cảnh ngăn nắp gọn gàng. Bữa nay là mùng 6 rồi. Ngày mai là bắt đầu du khách, đón du khách nha cả nhà. Bên trong là bắt đầu đã làm đồ ăn rồi. Ok. Bên trong đã bắt đầu làm đồ ăn rồi. Để mình đi hỏi thăm. Tiếp tục hỏi thăm. Ủa cô, mình đang làm là món gì hả cô? Canh chua hả? À chiều nấu bún riêu hả cô? À là đang nấu để phục vụ cho bên người nội bộ trước không cô? Ngày mai mới. À mà cái này là để nấu bún riêu. Dạ. À ok. Quá trời luôn. Đó cái này là để nấu bún riêu nha cả nhà. Buổi chiều bắt đầu nấu bún riêu nè. À. Nấu canh. Đây là xe rau củ quả bắt đầu là chất vô nè cả nhà. Đây xe rau củ quả bắt đầu chất hàng vô. Mình đi vô khu vực rau củ quả nha. Vô. Wow. Hiện tại bên đây mới mùng 6 à, mới chuẩn bị sơ bộ nhẹ nhẹ thôi nha cả nhà.
Cái này 66 Đồng Tháp. Nè rau củ anh. Dưa cải dưa muối hả? Anh chạy thẳng từ Đồng Tháp lên luôn hả? Wow. Đây, từ Đồng Tháp chạy lên nha cả nhà, 66. Ở đây rau củ quả bữa nay chưa có nhiều, ngày mai mới nhiều. Bữa nay mới sơ bộ thôi. Rồi xin chào gia đình Tháp Bi, xin chào. Cái này là mình làm món gì á cô? Món gỏi hay món gì? Là mắm chay. À dưa muối, mắm à mắm chay mỗi lần hay giống là bánh mè. Bánh mè. Bánh mì. À củ cải nè, củ cải đỏ, củ cải trắng. Củ cải đỏ. À. Cái này là củ cải trắng. Ừ. Dưa leo. Ừ. À để làm bánh mì. Làm dưa mắm chay. Mắm chay. Mắm chay bỏ bánh mì. À. Ok. Y. Vui quá, bây giờ mới thấy đây là bắt đầu cảm giác thấy rộn ràng rồi, chắc ngày mai ngày mốt bắt đầu đông nghẹt rồi, đồ ăn chất chất quá trời luôn quá. Bữa nay mới sơ bộ thôi. Dạ. Ủa ngày mai đón khách rồi phải không? Vậy là ngày mai bắt đầu đãi rồi. 7 8 9. Sao có chú kêu nó đãi tới tháng Giêng luôn. Ờ à, tới tháng Giêng luôn hả cô? À. Tới rằm luôn. Đúng rồi. Đây công tác chuẩn bị đãi bắt đầu ngày mai nè, ai ở khu vực Tòa Thánh là ghé. Bắt đầu đãi rồi nghe cả nhà ơi. Đây chỉ mới sơ bộ buổi sáng thôi. Xe bắt đầu mới xuống nè, tới chiều mới đông nghẹt nha cả nhà. Ở đây là ở Đồng Tháp mới mai xuống rồi. Quá trời luôn. Đồ ăn thức uống bắt đầu ở các miền bắt đầu bữa nay mới dồn xuống nha. Những ngày trước là đang nghỉ Tết. À, nguyên một xe. Rồi gia đình Happy cập nhật với cả nhà nha. Không khí này là mới nhẹ nhẹ thôi nha, chưa phải là đông kinh khủng khiếp đâu, mới gọi là sơ bộ thôi. Bắt đầu ngày mai mốt mới ra thức ăn chính nha. Cái này là những cái món để là làm bánh mì. Cái này là cào củ cà rốt nha cả nhà. À. Đây đang xuống hàng nè, cập nhật với cả nhà nè. Công tác đó, bao bao củ cải, giống như là củ cải, củ cà rốt, đồ chay, những cái món chay không nha, tất cả bị căng. Rồi cập nhật khu vực này là khu vực tiếp nhận đồ ăn thôi nha cả nhà. Mình quay một vòng nhẹ. À, hai. Rồi ngày mai là chất đầy ở đây luôn phải không? Khu này thôi hả, chứ không phải đầy như là bên Diêu Trì Cung hồi bữa hả? Là ít hơn. À vậy là bên Đức Chí Tôn thì đồ ăn sẽ chất khu vực này thôi, ít hơn nha. Có cái này để tắt bên kia đi. À. Rồi chào, chúc sức khỏe nha. Rồi ok. Ở đây mới cập nhật với cả nhà, đây là khu vực tiếp nhận đồ ăn. Đây cả nhà thấy nè, chuẩn bị ngày mai là đã đón du khách rồi nha. Nếu ai xem video này thì bắt đầu ngày mai có thể ghé khu vực trai đường để mà ăn chay rồi nha cả nhà. Món chay thật ngon. Đầu tiên đã thấy món đầu tiên chính là bánh mì chay nha cả nhà. Hồi nãy giờ thấy các cô đang sắc những cái món đó lại để làm bánh mì chay. Bánh mì chay Tây Ninh cũng nổi tiếng siêu ngon nha cả nhà ơi. Tiếp tục cập nhật một vòng với cả nhà nè. Là đêm mùng 8 sẽ có múa rồng. Hai ngày hôm nay mùng 4 và mùng 5 đã có diễn tập múa rồng 3 ngày, gia đình Happy có phát trực tiếp và upload ở một video nha cả nhà. Cả nhà có thể vào một video để xem múa rồng. Kỳ này là đầu rồng đã được chỉnh trang lại mới đẹp rồi. Rất là tuyệt vời rồi nha cả nhà. Bây giờ đang chạy lại khu vực rồng đang cư ngụ dưỡng sức cho ngày mùng 8 nha cả nhà. Diễn tập 2 ngày rồi nên bắt đầu là dưỡng sức. Bắt đầu mùng 8 là buổi diễn chính thức, sẽ có mang đồng phục rất là nhiều, rất là đẹp. Kéo dài từ nhà thuyền Bát Nhã đi qua khu vực đường này đại lộ Phạm Hộ Pháp, sau đó đi thẳng lại trung tâm là ngay chỗ đền Thánh.
và múa rồng tại khu vực đó. Hứa hẹn là sẽ đông kinh khủng khiếp và rất đẹp nha cả nhà. Bây giờ đang chạy lại khu vực múa rồng nha cả nhà, xem là rồng đã chuẩn bị như thế nào. Và đây là con đường rồng sẽ diễu hành nha cả nhà. Trước mặt cả nhà đây là con đường rồng thênh thang. Nhưng mà chắc chắn ngày mùng 8, đi mùng 8 sẽ đông cứng ngắc. Kiếm chỗ đứng không có chỗ để đứng chen chân luôn á. Không nhúc nhích luôn nha cả nhà. Do là lễ hội lớn nhất cả năm cả nhà. Rất là đông người tham gia. Wow. Rồi tiếp tục hành trình cập nhật với đại gia đình. Đây là đại lộ Quai Linh Tiên nha cả nhà. Đại lộ Quai Linh Tiên. Đường này là đang chạy ra ngay chỗ khu vực đầu rồng đang chuẩn bị để mà múa rồng nhang. Thì hiện tại con rồng sau 2 ngày diễn tập thì bây giờ đang ở đây là nhà thiền Bát Nhã. À, đây. Rồi. Đây. Rồng đang cư ngụ ở đây nha cả nhà. Đây là cái đuôi rồng. Ủa bây giờ không có diễn tập nữa chú, mà tối mùng 8 không chú? Như vậy là tối mùng 8 thiệt rồi. Diễn tập 2 ngày hôm qua rồi. Đây khu vực này là sẽ bắt đầu là sẽ đi từ khu vực này cho đến đền thánh. Đây là khu vực cư ngụ của đây đầu rồng này cả nhà thấy nè. À, mới toàn hoàn toàn. Là đi mùng 8 là đi từ chỗ này phải không chú? À, ok, là từ khu vực này ngay chỗ nhà thiền Bát Nhã sẽ đi vòng qua đại lộ Quai Linh Tiên và đi vòng lên đền thánh nha cả nhà. Long lân mi phụng có ở đây đủ hết luôn nè. À, quá trời. Cập nhật với cả nhà nha, công tác chuẩn bị. Ban đầu là các cụm rạp hồi nãy gia đình Hấp Vi quay đầu tiên thì gần hoàn thành rồi. Cùng khu vực trai đường ăn chay thì xe đồ ăn cũng mới xuống xe, xuống hàng cả nhà thấy đó. Còn đây là khu vực nổi bật cho đêm lễ, đó là múa rồng tứ linh Long Lân Vi Phụng. Ở đây Long Lân Vi Phụng đang ở đây hết đầy đủ. À, nguyên con rồng rất là dài luôn nha cả nhà. Cập nhật với cả nhà nè. Thì đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi, chỉ đợi cả nhà đêm mùng 8 tới xem thôi nha. Ok. Đợi cả nhà đêm mùng 8 tới xem thôi. Đây. Chỉnh trang lại bây giờ phần đầu rồng mới toan luôn nha cả nhà. Rất là đẹp. À. Ở đây là răng nanh nè. Có răng nanh nè. Và phía bên ngoài này cũng có Long Lân Vi Phụng bên ngoài này nữa nè. Ở đây là rùa, quy, đây là phụng. À. Hứa hẹn sẽ là một buổi biểu diễn mãn nhãn, rực rỡ, lung linh. Tại vì ban đêm có đèn led đó nha cả nhà. Lung linh, rực rỡ, mãn nhãn. Quá tuyệt vời luôn. À, ok. Rồi chào chú sức khỏe. Hẹn gặp mùng 8 coi múa rồng. Dạ đâu món gì nữa. Ủa có nhang hả chú? Quá trời. Ồ, đây là nhang. Nhang ở này bên trong bên đây làm luôn hả chú? À, tên ta cho đặt. Đây là nhang quá trời, mấy bó luôn. À, giờ phơi ra cho nó hay sao chú? Trộn lại hả chú? À, không có sẹt. À, cái này nó có pháo, nó sẹt nhiều hơn. Cái này kia là pháo ít. Pháo ít. Tại vì biết sao ba cái thuốc bồi á. À. Có vậy, hồi đó thì kiếm dễ giờ khó. À, kiếm thuốc bồi giờ khó hơn ngày trước rồi. À, vậy là cái nhang sẹt là cái nhang này. À, cái nhang sẹt này là nhang này nha cả nhà. Vô tình may mắn gặp được đây, chú chỉ đây là nhang sẹt nè. À, đang lấy ra để trộn lại nha. Rồi, thôi cảm ơn chú sức khỏe. Cái này
À, không bằng cái kia. Dạ. Tiếp tục, gia đình Happy đang phát trực tiếp cho cả nhà nha. Đang xem là chuẩn Full HD, cả nhà có thể xem chuẩn 4K ở một video nha. Bây giờ chạy một vòng về đền Thánh cho cả nhà thấy công tác chuẩn bị như thế nào nha. Let's go. Rồi, ngay cái ngã tư này gọi là ngã tư Quai Linh Tiên và ngã tư Cao Thượng Phẩm nha cả nhà. Khu vực này là khu vực khách đình. Nếu mà cả nhà muốn xem múa rồng ban ngày, cả nhà luôn nhớ là trước đại lễ 3 ngày luôn luôn có diễn tập ở chỗ này múa rồng. Thì ngày mùng 4, mùng 5 vừa rồi đã có tập múa rồng vào buổi chiều nha cả nhà. Lịch múa là 17 giờ. Cả nhà cứ luôn nhớ như vậy, cứ 17 giờ là có lịch múa buổi chiều. Tới rằm tháng 8 cũng vậy, trước đó 3 ngày là buổi chiều và diễn tập trong 2 ngày nha cả nhà. Lúc 17 giờ có lịch cứng rồi đó. Nếu mà ai chưa từng xem thì có thể xem cái lịch này để sau này có dịp mình ghé xem múa rồng ban ngày. Còn múa rồng ban đêm là đêm ngày mùng 8 tới. Và đêm rằm tháng 8 có 2 đêm múa rồng. Lịch là cứng như vậy luôn rồi, cả nhà có thể sắp xếp nếu mà thời gian đó có thể ghé tham gia lễ hội của Tòa Thánh Tây Ninh nha. Wow, bây giờ mình đang hướng đây là hướng về phía trước này là cổng số 12 trong bộ 12 cổng bao quanh Tòa Thánh nha. Tòa Thánh thì có diện tích tới 96 hectare lận. Đây, cái góc này bên trái cả nhà thấy có 3 bộ tháp. Cái gần nhất là bộ tháp của Đức Thượng Phẩm. Rồi ở giữa là của Đức Hộ Pháp và bên kia là của Đức Thượng Sanh nha cả nhà. Bên đó là cổng chánh môn. Khu vực này hồi nãy là có gặp cô múa Khmer nha cả nhà. Wow. Rồi chạy qua được không chú? Ok. Có một cái ống nước dắt ngang, mình hỏi thăm chú được không mình mới chạy qua. Rồi ok. Vừa rồi là một vòng cập nhật toàn cảnh ngày mùng 6 công tác chuẩn bị cho đại lễ Đức Chí Tôn. Còn hơn 2 ngày nữa là tới rồi nha cả nhà. Và khu vực trai đường đã chuẩn bị bàn ghế, chén dĩa, đũa, đồ ăn, thức uống đầy đủ hết rồi. Chỉ đợi cả nhà, đợi quý quan khách đến tham dự đại lễ thôi nha cả nhà. Bây giờ nãy giờ video khá dài rồi, gia đình Happy sẽ kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Cả nhà thấy dễ thương đáng yêu, bấm like đăng ký kênh để gia đình Happy có nhiều động lực sản xuất ra nhiều video hay hấp dẫn khám phá Tây Ninh nữa nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào.